Hello tất cả anh em nha, và chào mừng đã quay trở lại với channel của mình. Mình là BCG đây, và chào mừng đã quay trở lại với cái story mà BCG chơi liên thoại anh em ơi. Từ để mình giết Nezot này đã. Tao, bạn như nào, muốn chơi không? Ui, gõ đầu thế, ui. Bạn ơi, xin lỗi tí bạn ơi. Nhìn lên chơi đổ cái và bạn gõ cái muốn về nhà hồi máu luôn anh em. Nhưng mà không sao, đây là Revenge. Mình xin, ok. Lúc đầu mình chết 2 mạng với được 2 mạng á, anh em biết tại sao không? Tại vì thằng rừng nó lên, nó găng mình liên tục và mình đổi mạng với thằng Nezot anh em ơi. Cứ đánh với thằng Nezot là thằng rừng lại lên. Kiểu như là Nezot nó làm cái mồ thí cho thằng Lee Sin nó lên nó ăn mạng anh em ơi, từ nãy giờ luôn á. Thật sự là cũng cạn lời với thằng rừng luôn á. Nhưng mà không sao, đổi mạng được là ngon rồi. Đi với Nezot mà lúc đầu mình thành được nó là mình còn có thể ăn nha. Chứ để mà lúc đầu game nó farm được á, thì tầm lúc giữa game thì nó gõ mình như con luôn. Thì ngày hôm nay mình sẽ thực hiện thử thách của tất cả anh em nha. Đó chính là Revenge lên full chiến mạng ở trong cái mùa 11 này, cũng như là lên cái đồ gọi là giảm dân hồi chiêu cho con chiến mạng thường hay lên anh em ơi. Đó chính là cái đoạn đao với lại là cái súng hơi tặc. Một cái món mà rất là thích hợp cho Revenge luôn, vừa sóc đam vừa chiến mạng sát lực các kiểu luôn. Với lại là đoạn một cái món gọi là đoạn đao anh em ơi. Nó sẽ giúp cho anh em giảm dân hồi chiêu khi mà anh em đánh đối phương mà chiến mạng nha. Một cái món rất là thích hợp luôn. Thì cái bản ngọc hôm ngày hôm nay mình mang cho Revenge đó chính là cái bản sốc điện nha. Mình lên được level 6 nè. Phải cố gắng giết nó trước khi lên level 6 anh em ơi. Chứ lên level 6 nó gõ ngược lại mình là có thể luôn nha. Nấp bụi giết nó thôi, level 5 mà chơi được nha. Mình hết tốc biến anh em ơi, mình hết tốc biến rồi. Đó, có máu một lần nè. Mình nó gõ cũng đau thiệt á. 2 giây nữa nè. Đó, lùi rồi. Ô. Từ nha. Combo vẫn được anh em ơi, từ. Hí hà, giữ lại R, dọn quái cho nó nhanh. Tầm đó là giết được rồi, tại vì lúc đầu kia nó mất tốc biến à, mình tính được mà. Nhưng mà nó cũng sắp hồi rồi. Ok nè. Anh em nào xem tới hay thì đừng quên để làm like ủng hộ mình nha. Cảm ơn rất là nhiều nha, đó là động lực rất là lớn. Cũng như để mình làm video thật là chất lượng và gửi tới tất cả anh em đó. Thì anh em nào mà muốn làm cái gì hoặc là có ý tưởng thử thách gì mà muốn mình thực hiện thì cứ bình luận ở phía dưới nha, mình sẽ cố gắng mình thực hiện hết từng cái. Ui, Lee Sin tên bạn, cúp rừng tên mình như đúng rồi luôn. Yasu vào, nhưng có vẻ không ổn lắm. Cái đây là thử thách của tất cả anh em và cũng như là những cái ý tưởng mà anh em đưa ra cho mình làm thôi. Mình đang đợi mấy cái meta mới để mình làm, mình gửi tới tất cả anh em đây. Có máu quá nhẹ nè. Cái kèo này mà Revenge nếu như mà xanh được lúc đầu game á, mà không cho Nezot nó farm quá nhiều á, thì con Revenge này cứ ăn mãi thôi. Còn nếu như mà để Nezot nó farm và không chịu bất kỳ một cái áp lực nào á, thì tí nữa tầm 15 hay là 20 phút sau á, nó gõ như một con chó. Mình sẽ hướng tới cái món đầu tiên mình lên, đó chính là cái đoạn đao nha. Không cần lên cái món thần thoại trước nha em ơi. Mày nè, rừng đao nãy giờ hơi nhiều như mày. Đánh giá là găng gọi là 4 lần luôn đó anh em ơi. Này gõ đầu thế. Chưa về nhà mua đồ đó. Hên quá anh em ơi. Và nãy rừng lên găng nó xài hết skill cũng như là tốc biến cái kiểu, tăng tốc cái kiểu luôn rồi, xài hết luôn rồi, có nhiều là nó xài hết luôn á. Thề thằng Lee Sin này nãy giờ nó lên mình 4 lần rồi đó anh em. Lúc nãy đang biến về nó lên xong rồi nó quất mình tiếp mà. Trời ơi, cạn lời luôn mà. Tụi mình cầm bách lọn ở phía dưới nè. Mình sẽ cố gắng mình hướng tới gọi là cái đoạn đao trước nha. Mình không lên đồ thần thoại trước nha anh em. Tại vì đồ thần thoại mình lên nó chính là cái cung phong linh đó. Thì lúc đầu của em đối với Nezot này cũng không có áp lực gì cho lắm. Cung phong linh này tí nữa chừng nào mà mình cần để mình tiếp cận hay để mình chạy thì mình lên sau. Cái tầm này đi với Nezot như này thì cái bộ combo của mình nó cũng đủ tiếp cận rồi. Thằng Lee Sin nó không thấy ở dưới boss nha. Là có thể là trên top đó anh em ơi. Về cho chắc. Ok, đoạn đao nè. Ok anh em nha, mình đã hoàn thành được cái đoạn đao nè. Giờ combo chiến mạng đánh mà được hồi chiêu là thằng Nezot này nó chạy tới trời cũng không thoát được nữa. Không dám lên farm luôn mà. Mình nên đẩy quá đi cho bạn farm nè anh em. Đó, bạn cứ thoải mái bạn farm đi. Farm đi. Mày farm đi. Chọc chí mạng. chọc chí mạng với cái đoạn đao này là mình vừa được đam với lại là vừa được giảm nhân hồi chiêu nữa nha. Khá là thú vị. Đẩy quá cho farm rồi mà không farm mà.
không phải tiểu tổ quốc luôn á. Giờ muốn nay rớt nó lên nó đánh mình đó thì chỉ có gọi rừng nó lên thì nó mới dám lên thôi á. À, thằng này láo quá. Ui à, hóa ra là có Yesu lên nhưng mà Yesu lên hơi trễ đó bạn. A Shiba tóc biến anh em hí hà ui chột chí mạng kìa. Mặc dù là chỉ có 20% crit thôi nhưng mà nếu như mà chí mạng được cái nào thì chất lượng cái đó đó. Đón đao thêm hồi chiêu nữa, mắc binh chưa, mình đang có 45 điểm thời gian hồi chiêu nha. Mình lên cái đoạn đao nè, lên cái giày Ionia nè, rất là nhiều điểm rồi. Muốn lên được 100% tỷ lệ chí mạng, mình nhớ không nhầm là ở cái meta này thì cần phải 5 món trang bị sao anh em ơi. 5 món trang bị thì mới lên được 100% crit. Khá là mất tiền đó. Móc diệt thị quá trận này có còn không ta? Tại vì móc diệt thị quá nó cũng có chí mạng nè. Cái nọ tự thủ nó cũng có chí mạng nè. Cái cung phong linh nó cũng có chí mạng nè. Nhưng mà đối với mình thì nếu mà lên chí mạng thì lên cái cung phong linh thì nó hợp lý nhất. Tại vì nó tăng cái độ cơ động cho con Revenge này anh em. Hoặc là cái nọ, hoặc là cái nọ tự thủ. Còn cái diệt khổng lồ thì cảm thấy là không hợp lý cho lắm nha. Thôi mua đồ đi, chưa đủ tiền à, farm thêm tí nữa nha. Tầm này là đi farm mạng thôi nha anh em ơi, chứ farm quái là xưa rồi. Nezot này giết thì tính ra cũng được 250 đồng. Tầm tầm đó. Hồi rồi đâu nè. À à, con cắm mắt, con cắm mắt, con cắm mắt. À à à à à à. Con cắm mắt anh em ơi, anh biết, anh biết, anh biết. Nó sợ Lee Sin nó lên nó găng mình thì có chưa. Vẫn không thấy nó nha, ở dưới bot vẫn không thấy Lee Sin này. À Lee Sin dưới bot rồi anh em ơi, ok. Vậy là mình quốc được Nezot này nè. Ê, tôi xin red. Ok, cảm ơn bạn nhiều. Ui, bạn nhường luôn à. Hợp lý quá. Thì nhà mua đồ cái anh em ơi. Ui, 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 bót tôi xuống nè. Có tôi luôn. Trời ơi, trời ơi. Ba cái chuối đang biết chạy anh em ơi. Trời ơi. Mình xin hai trái nè. Ui, mình xin ba trái luôn anh em ơi. Hợp lý quá. Quả đấy combo WR một phát xong rồi kích thêm cái cung phong linh nữa em ơi, một cái lượng đam dồn kinh khủng luôn. Xuống vét ba mạng cái. Một lượng sốc đam kinh khủng luôn á. Ê, water kill được không ta? Ê, tính không ta? À, không tính em ơi. Lâu quá nó không tính rồi. Tưởng phải đó mà ăn được qua ra thì chắc kiếm nốt cái thằng Yesu đúng không? Ăn cái bên tay luôn. Cái tường nó hơi dày giờ. À mà chơi Revenge lâu năm thì mới nhảy được chứ mình ít chơi Revenge lắm. Biết combo cơ bản thôi. Ôi 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 ôi. Tôi cứu cho. Ôi chọt một cái. Chọt hai cái. What? Ôi. Mình chiến mạng mình chọt kìa. Trời. Ôi. Anh em cứ tưởng tượng là mấy này là mấy cái bong bóng nước hoặc là bong bóng thôi anh em ơi, còn mình là cái kim nữa đó. Chọt phải là chết, chọt phải là thủng, chọt phải là bể luôn, bể bóng luôn. Chọt phát mấy này nó bể bóng luôn mà anh em. Ê ui xoài, cái lưỡi hơi dài luôn á, liếm từ mid xuống top, từ top xuống bot. Ok, mình nhà mua đồ thôi, 3.000 tiền. À, lần đồ chiến mạng này chọt phát tên nó bể bóng luôn mà anh em. Ok, 60% tỷ lệ chiến mạng rồi nha. Muốn lên 100% thì phải cần có 5 món. Hồi trước mùa 10 thì chỉ cần có 4 món nên thôi. Tại vì hồi trước là một trang bị nó cộng là 25%. Nhưng mà bây giờ Riot giảm tất cả trang bị chiến mạng xuống là còn 20% nha. Ghê ghê ghê, combo ghê. Tôi còn cung phong linh anh em ơi, anh em đừng quên nha. Đây nè. Từ từ. Ôi. Vắt cái đấy. Một chọt xong rồi thêm cái cung phong linh nữa, hơn nửa cây luôn rồi. Cái cung phong linh này đi bắt mấy thằng Zin với lại là mấy thằng chitin này là đẻ lắm anh em ơi, nó chạy không nổi.
Tầm này mà Revenge xanh là cứ đi đồ xác thôi. Cứ đi đồ xác thôi em ơi. Anh em nào mà chơi Revenge nhiều á, mà có mấy cái trận nào mà anh em tầm xanh xanh nằm ăn được mấy mạng hoặc là 10 mạng lúc đầu của em á, thì anh em sẽ biết được cái cảm giác gọi là lên thằng nào là con thằng đó, lên 3 thằng con 3 thằng, lên 4 thằng con 4 thằng, lên 5 thằng chết. Nhưng mà nói chung là cũng con được khá là nhiều thằng. Đây, tầm này thì mình mạnh quá nè. Đấy, thấy tình nghĩa anh em chưa? Đỡ hết luôn anh em ơi, đỡ hết luôn. Giả bộ AFK quay lại quốc liền anh em. Hợp lý quá nhờ. Hello. Từ từ anh em ơi, còn cung phong lên nha. Từ từ, còn cung phong lên anh em ơi. Muốn ra hay là muốn vô thì cứ dễ như trở bàn tay thôi. Revenge mà. Ui, mà tôi quýnh con chó gọi là sắp mặt rồi, nó không thể ngóc đầu lên nổi mà ông kia vẫn solo thương chó. Hợp lý quá Lee Sin. Lee Sin tính ra team mình cũng đâu có yếu lắm đâu ta. What? Không kịp quật cái rồi luôn à. Đang tầm này ảo quá rồi nè. Mình chỉ mới có 60% tỷ lệ chiếm hạng thôi đó. Cái này lên 100% cái chọt nào cũng đã ra quần hết đó. Đây, anh em tin không? Thằng này là chắc là một chọt với lại là một cung phong linh này là chết thôi. Úi xời. Thằng chít tên này mà trốn cho kỹ nha. À đây rồi, quất được nha anh em ơi. Chạy đâu. À lên. Úi xời. Con này két dễ thiệt á. Lên chiến mạng két đúng dễ luôn anh em. Tại vì chọt cái này nó cũng đau. Thề lên chiến mạng két nó dễ hơn hẳn khi mà lên sát lực luôn á. À, cái món đồ này chính là cái món mấu chốt nè. Chọt phát nào lại vô phát đó nè. Tại vì vừa cái sức lực vừa cái chí mạng mà. Xong rồi thêm nội tạng nữa thôi. Ai chịu nổi. Có mình nè. Mà các bạn cũng mạnh quá rồi đó. Từ cho tay mình chết bớt nha em. Tầm này tay mình nó mạnh quá rồi. Không thể nào mà cứu chúng nó được nữa rồi. Chết bớt đi. Trời ơi, bốn cái chuối này mời, water kill nè, anh em bình tĩnh nha. Cho tôi xin nha. Ok, water kill này mời. Bên ta đâu? 2 giây nữa này mời, kia, có ra không đây, Yesu. Yesu nó không ra này mời. Nó ra thì mình còn giết được, chứ nó núp ở trong nhà thì, nó nè. Mà chậm quá rồi em ơi, chắc chắn là hết bên ta đó. À. Chui, what? Phải nãy chậm quá em ơi. Phải nãy nó đứng ở trong trụ mình vô mình cũng không được đâu. What the fuck, cái gì vậy em ơi? Cái gì vậy? Thằng Zin này nó vừa làm ảo thuật đúng không? Nó tự biến mất chính nó luôn à. Chứ mình đâu làm gì đâu. Mình đâu làm gì đâu anh em. Hí hà. Luồn tí nha. Từ từ thằng này giết được anh em ơi. Mà nó còn nhảy thôi. Về nhà mua đồ coi. 2.200 tiền à. Vẫn chưa đủ một món đồ lớn anh em ơi. Cố gắng farm nốt. Anh em ơi từ từ nha. Từ từ end game nha. Mình cố gắng mình farm đủ một món đồ lớn luôn đi. Xong rồi về nhà mua đồ. Đủ lên 100% crit luôn. Đừng có bơi trụ vội nhá. Tầm 3.200 tiền là đủ hả? Mấy cái món chí mạng tầm đó thì thôi. Về em ơi, đừng có mà bê trụ nha. Anh em đứng ở trong nhà thế này thì quá đâu cho mình farm nữa.
Quái nên farm mất tiêu rồi. Đâu quái cho mình farm nữa. Trời ơi, còn chưa đủ tiền em à. Mà phải về thôi. Lời nhắc tử vong nè. Cái này rẻ nhất rồi đó. Chắc mua này tạm thôi. Từ từ bình tĩnh. Tôi lên tôi chơi phát cuối coi. Đây, cái lời nhắc tử vong này là rẻ nhất mà có chí mạng luôn đó. Cho mấy món như là vô kiếm cái kiểu giờ nó hơi bị xa xỉ đối với thằng nghèo như mình. Không đủ tiền mua. Mình tính là lên vô cực cơ em ơi, nhưng mà tầm này mà đỡ mình lên được cái vô cực cơ thì cái game này nó xong luôn rồi. Lên đủ 100% chí mạng chọt xem thử như thế nào thôi. Chưa kịp chọt nữa. Chưa kịp chọt nữa thôi. Oh shit. Oh shit. À. Ok. What the fuck? Listen inset. Inset, 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 inset. Bạn có R, bạn có mắt như này mà không dám inset như này là chết rồi. Listen ơi, đánh như Listen như này là hỏng rồi. Inset. Inset. Cạn lời luôn. Giờ xu nó chém mình xem nản chưa. Từ nay mà mình vẫn chưa muốn thắng. Ui, ai đánh nhà vậy? Ok, và xin tất cả anh em tạm biệt em. Hẹn gặp lại lần sau nha. Bye bye.